Cảnh xin chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha. Hôm nay Cảnh sẽ tiếp tục chia sẻ đến cho cô chú bác anh chị mình một cái cách để mình trị gào tại nhà cực kỳ hiệu quả luôn nha. Đây thì cô chú anh chị mình ra vùng xã mình kiếm cho Cảnh tầm khoảng là 6 tép tạ xả nha. Thì xả nhà Cảnh thì có trồng á, thì Cảnh sử dụng bằng xả mình trồng nha. Còn nếu mà mình không có thể cô chú anh chị mình ra chợ mình mua nha. Cái nguyên liệu đầu tiên là mình sẽ sử dụng là xả nha. Rồi tiếp theo Cảnh sẽ chia sẻ đó cho cô chú anh chị mình cái nguyên liệu thứ hai nha. Cái nguyên liệu thứ hai nữa thì cô chú anh chị kiếm cho Cảnh là một ít lá chanh nha. Thì đây là chanh nè, thì mình sử dụng là lá nhỏ, mình sử dụng là 12 lá chanh. Còn nếu mà lá lớn lớn mình sử dụng tầm khoảng gần 9 lá đến 10 lá là được nha. Đây thì nguyên liệu này là nguyên liệu thứ hai. Thì cách này nó vừa trị gào cho cô chú anh chị mình nó vừa trị luôn được cái trứng là rụng tóc nha, cực kỳ nó hiệu quả luôn nha cô chú anh chị. Cái này mình không cần phải mình dùng những cái dầu gội hay thuốc gì mình gội hết nha, chỉ là kết hợp những cái nguyên liệu này. Và bây giờ thì tiếp theo á, cô chú anh chị mình chuẩn bị một cái nguyên liệu thứ ba nữa nha. Thì bây giờ Cảnh hái xong rồi, Cảnh sẽ quay đi vô, Cảnh sẽ chia sẻ cái nguyên liệu thứ ba nữa nha. Mình sử dụng là ba cái nguyên liệu này thôi. Cô chú anh chị mình sử dụng khi mình kết hợp ba nguyên liệu này, mình thoa lên cái da đầu mình á tầm 3 lần đến 4 lần là cái trứng gào ở trên da đầu mình sẽ khỏi ngay và rụng tóc nó sẽ giảm hẳn đi nha. Rồi, cái nguyên liệu thứ ba Cảnh nhắc tới là mình sử dụng cho Cảnh á một củ rừng này như thế này, khoảng 100 gram, và đây là 6 tép xả, đây là mận 12 lá chanh nha. Mình sử dụng 12 lá, 13 lá gì cũng được nha, tầm khoảng một nắm nhỏ như thế này. Rồi cái phần lá chanh này Cảnh sẽ cho vô phần nồi, nhớ mình đem vô mình sẽ rửa cho nó sạch hết rồi mình sẽ cho vô nồi nha. Phần xả cũng như thế, rừng cũng như thế luôn nha. Thì cái phần rừng với xả này thì mình xắt ra nha. Rừng thì rửa cho sạch, mình sử dụng luôn cả phần vỏ luôn cô chú anh chị. Thì phần gần này mình sắp lát mỏng mỏng ra. Sau khi cái phần xả mình đã sắc xuôi sau xong, sắc phanh phanh như thế này, mình sẽ cho vô chung một cái nồi luôn nha cô chú chị. Rồi tiếp theo mình sẽ cho vô đây một lượng nước khoảng tầm 300 ml nước nha. Rồi mình cho nó theo nó bằng mặt kim sắc như cái phần xả của mình rồi với những nguyên liệu của mình nha. Rồi cái phần này thì mình sẽ đun lên cho nó sôi, xong rồi nó sắc xuống còn khoảng tầm 1/3 chén nước thì mình sử dụng nha cô chú anh chị. Rồi mình sẽ đun sôi như vậy là được nha cô chú anh chị, nó ra cái màu nước như vậy là ok nha. Bây giờ mà Cảnh sẽ đổ ra một cái chén nha. Mình sẽ sử dụng một cái gây để mình lột, mình lấy cái phần xác lại nha. Thì sau khi cái phần nước này nè cô chú anh chị, mình chế gây một cái chén như thế này. Đây thì mình sử dụng một miếng vải nào đó, mình sẽ chấm vô cái phần nước này. Đây để Cảnh sẽ chấm vô đây để cho nó thấm cái phần nước vô cô chú anh chị. Nên đó, cô chú anh chị mình cứ chấm vô những cái chân cốc như thế này đó, mình chấm cho nó đều chân cốc như thế này nha. Và sau đó mà mình dẹt qua, mình dẹt mình chấm từ từ qua như thế này đó. Mình việc mình thấm chấm cho đều luôn nha. Đó, mình chấm đỡ đều nước cái phần chân chóc mình nằm ở đây. Đó,
Thì sau khi á mình chấm trên cho nó thấm lên cái phần da đầu mình như thế này, thì cô chú anh chị mình nhớ nha, mình lấy một cái miếng vải hay một cái vật dụng gì đó để mình thấm vô cái phần nước nguyên liệu á, mình chấm lên cho nó thấm trên cái phần đầu, chứ mình không có gọi cho pha vô lên cái phần đầu nha cô chú anh chị. Khi mình chấm cho nó đều lên như thế này thì cô chú anh chị mình ủ tầm khoảng 20 phút, sau đó cô chú anh chị mình hãy đem đi mình gọi đầu lại nha. Thì khi cái phần mình gọi đầu á thì cô chú anh chị mình nhớ cái vấn đề này, mình không được gọi bằng xà bông nha. Vì thế nếu mình xỏ vô xà bông á thì ba cái nguyên liệu này nó sẽ trôi đi hết, nên nó sẽ không còn hiệu quả nữa. Thì một cái nguyên liệu này cô chú anh chị mình sử dụng á là nha, một tuần cô chú anh chị mình dùng cho cảnh là 2 3 lần, thì cách một ngày cô chú anh chị mình làm một lần, thì mình sử dụng trong vòng một tuần là 3 lần đó, thì cái tình trạng rào nó sẽ giảm đi hẳn luôn, và cái rụng tóc á, nó cũng sẽ giảm rõ rệt luôn, cho cô chú anh chị mình thấy rõ luôn. Thì đây là cái cách để cho cô chú anh chị mình trị rào tại nhà và cách ngăn ngừa rụng tóc cực kỳ nó đơn giản và rất là hữu ích cho các cô chú bác anh chị mình nha. Thì nếu cô chú bác anh chị mình có xem kênh cảnh á, có thấy hữu ích và mến kênh cảnh, cho cảnh xin một like và một lượt đăng ký nha. Nhớ bật chuông để nhận video kế tiếp của cảnh nha. Thôi, cảnh chào tất cả cô chú bác anh chị mình nha.